Dạ em xin chào cả nhà ha. Hôm nay em đến với cả nhà một chiếc đồng hồ rất là thân quen trong giới thu tầm. Bạn này có tên hãng là Ridgway 171. Còn tên thân thuộc mà trong giới sưu tầm mình hay gọi là đó là bạn con sò. Em mời cả nhà mình cùng em nhìn tổng quan của bạn này ha. Bạn này thì được bên em nhập khẩu nguyên kiện từ Mỹ về. Như cả nhà thấy trên video ha, bạn này thì em vẫn còn sổ sách và giấy tờ. Đây là một trong những thứ rất là giá trị. Nếu như mà mình sưu tầm được của những cái hàng cổ hàng xưa. Đấy. Này. Bạn này thì có kích thước cao là 215 cm, ngang là 63,5 cm và sâu là 40 cm. Đây, sở hữu ngoại hình không quá to không quá nhỏ thì sẽ thích hợp trong những không gian vừa và nhỏ. Cả nhà mình có thể ngắm nhìn tổng thể em nó ha. Đây. Tiếp theo là em sẽ đi tới cái sự tích con sò. Cho những ai mà chưa biết về sự tích con sò, tại sao mình lại gọi chiếc đồng hồ này là con sò. Đây là bởi vì như cả nhà thấy đó, em đi từ phần trên ha, phần trên đây, đây hai phần trên đó, đó cả nhà thấy không ạ? Đây phần phần giữa thấy không ạ? Dạ đó, rồi phần dưới thấy luôn không ạ? Đó đấy, đó cả ba phần trên đều được thiết kế cái kiểu dáng, cái hình chạm chỗ nó tương tự như là cái họa tiết của cái vỏ của con sò đó ạ. Cho nên là cái tên thân thuộc mà trong giới sưu tầm mình hay gọi đó là con sò. Đó. Về phần chi tiết phía trên thì bạn này là sở hữu cái máy uốn lượn phối tầng, chạm chỗ họa khắc, chạm chỗ và điêu khắc họa tiết nổi, gỗ nổi, kết hợp với toàn thân là vân gỗ. Đây là vân gỗ thịt. Và chiếc đồng hồ này cũng được làm là từ bằng gỗ thịt nha cả nhà. Đây, như cả nhà thấy ha, ở chiếc đồng hồ này là được thiết kế hai hai trụ đối xứng, tạo cho cái chiếc đồng hồ trở nên mạnh mẽ hơn. Đây em bướm thử cái tay cho cả nhà mình thấy ha, cái độ lớn, cái kích thước của cái trụ, không quá to không quá nhỏ, vừa phải, đủ đủ để đẹp đúng không cả nhà? Đây nhìn bạn này thì rất là duyên, bạn này thật sự theo cái con mắt nhìn của em là bạn này rất duyên, rất dễ thương, rất đẹp, thích hợp cho trưng bày ở những cái không gian cổ điển hoặc là tân cổ điển. Đó, được chạm khắc phần phía dưới rất là tinh tế luôn. Đó, hoa lá kết hợp với vỏ sò. Đây em quay cho cả nhà thấy, đây là giấy tờ sổ sách của em đó. Còn y nguyên nguyên vẹn nhưng mà không như ban đầu tại vì đã qua một một thời gian sử dụng cũng khá dài rồi, mình không thể nào mà mình đòi hỏi như ban đầu được ha cả nhà ha. Bạn này thì sở hữu là bốn cửa. Đầu tiên là em mời cả nhà mình cùng xem cửa phía dưới ha. Cửa phía dưới thì được thiết kế là đằng trước là cửa kính, và hai bên hông cũng được thiết kế là cửa kính, và toàn bộ ba cửa đều là cửa mài vắt cạnh. Cửa mài vắt cạnh để tạo cho cái sự long lanh lóng lánh của cái cây đồng hồ tủ mình nó sẽ đẹp hơn. Đó. Còn bộ tạ và lắc này thì được nhà sản xuất. Sẽ là bộ tạ và lắc trơn để phù hợp với lại những cái nét mà những cái nét cầu kỳ khác ở ở trên cái cây đồng hồ tủ, để tạo nên cái sự mà nó đơn giản và nó hài hòa. Đây. Đây em đóng cái cửa tủ lại. Đây, em đi phần hông cho cả nhà mình thấy ha. Đây khi mà em quay nghiêng như thế này ha, cả nhà thấy được ha sự chuyển động của quả lắc luôn, và phần bên kia cũng vậy, có thể là xuyên thấu luôn cả nhà ha. Đây
còn phần cửa trên á là em mở cửa ra. Đó, em sẽ thấy đầu tiên đó là cái tem hả, tem và có serial number đàng hoàng luôn ha, vẫn còn ở đây ha cả nhà ha. Đó, anh chị nào muốn check thì cứ check thôi. Cái này là em có chụp mà trong cái bộ ảnh riêng luôn, cho nên là anh chị nào mà cần check hay là muốn check thì cứ alo cho em gửi lại bộ hình thì muốn check như thế nào thì check ha. Đây, khi mà mở cửa ra thì đập vô mắt của chúng ta đó là sẽ là cái mặt đồng hồ. Đây, mặt đồng hồ thì đây là mặt đồng hồ cái gì? Đây là mặt số chữ học trò. Hả, mặt số chữ học trò ha. To rõ dễ nhìn, cận thị viễn gì cũng chấp hết. Mắt nào cũng có thể thấy rất là rõ ràng và dễ dàng ha. Đây, bộ mới còn rất là cao, em đi mấy đường nào là nó xoắn tia đường đó luôn nè. Đó. Bạn này thì có tắt chuông đêm thủ công. Đây, chơi ba bài nhạc và có chế độ im lặng như cả nhà mình cùng thấy ha. Đây, cũng như các đồng hồ tủ khác thì bạn này cũng có họa tiết bốn cạnh. Đây, họa tiết cổ điện đi để chạm hắc đồng. Và không quên chính diện nữa. Đây, chính diện đây là tên thương hiệu Ridgway. Đây, rất là rõ ràng và dễ nhìn, dễ hiểu. Kết hợp với bộ kim cổ điển ha. Đó. Rồi, bây giờ em đi tới phần chi tiết đi. Đây là phần test âm. Đây mới là phần quan trọng. Đó là âm thanh của bạn Ridgway 171 con sò. Đây, âm thanh thì em khỏi phải bàn. Bởi vì sao? Bởi vì bạn này đã quá quen thuộc trong giới sưu tầm rồi ha. Dạ vâng. Đây, bây giờ em sẽ show cái bộ máy của bạn này. Cái trong cái dòng Ridgway con sò thì sẽ có rất nhiều máy. Đó, thì máy hiện tại của bên em đang có đó là máy Kenizer AJK 3 đồng xu. Đây là một bộ máy thì rất là xịn sò rồi. Em chỉ đi sơ cho cả nhà mình thấy thôi. Và em sẽ nói tổng quan để cho những ai chưa biết về bộ máy này ha. Kenizer 3 đồng xu AJK. Thì đây là một cái bộ máy rất là xịn sò về cái sự bền bỉ, cộng với chất lượng âm thanh cực kỳ hay. Đấy. Rồi, bây giờ em đi đến phần tiếp theo, đó là phần tem. Bạn này thì vẫn còn tem, như cả nhà thấy đây, model 171. Đó. Đó, còn thông số các kiểu ở đây ha. Đó. Đây. Thêm một phần không kém quan trọng nữa, đó là phần phía sau. Phần phía sau em zoom kỹ cho cả nhà thấy ha. Đó, cả nhà thấy không ạ? Đó. Đây. Đây là cái mộc thùng. Cái mộc thùng ha, mộc thùng Ridgway. Tuy là nó có vết hao mòn theo thời gian nhưng mà nó vẫn còn rất là dễ nhìn. Đấy. Cả nhà thấy không ạ? Đó. Đây, chứng tỏ một điều là gì? Một điều là cây đồng hồ này của nhà em là nhập nguyên đai nguyên kiện, còn cả giấy tờ sổ sách mộc hãng tem đầy đủ. Đây là một cái vật rất là giá trị để mình mua một món hàng mà đến từ thời gian ạ. À. Đây, em mời cả nhà mình cùng em ngắm nhìn lại toàn bộ tổng quan chiếc đồng hồ Ridgway 171 hay có tên là con sò. Bạn này thì sở hữu bộ máy 12 gông 12 búa Kenizer AJK 3 đồng xu. Còn giấy tờ sổ hãng có chuyện mọc đầy đủ khắp nơi. Rồi. Rồi, em cảm ơn cả nhà đã cùng em đến theo dõi hết video này ha. Chúc cả nhà một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video sau.